Chắc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Con đã quay hồi sinh làm cho nhiều người xem ngỡ ngàng vì quá đẹp. Cái chiếc con đã quay độ hôm nay được một cái chàng là buôn sầu riêng tên là Phú phục dựng lại, làm cho anh em mê mệt khi nhìn ngắm cái con xế nổ. Bằng một cái khiếu thẩm mỹ riêng và cái sự trau chuốt của bản thân dành cho con xế cưng, chàng trai này đã thành công cho việc dọn một cái chiếc quay độ là hoàn hảo về mọi mặt. Theo như anh chủ đã chia sẻ, cái chiếc quay độ hôm nay vốn lên đời từ nguyên xác là một cái dòng lập quay thái 100, được anh ta dọn lại từ trong ra ngoài và biến chiếc xế nổ thành một phiên bản thời thượng bằng một phong cách của chiếc quay thái 110. Vì động cơ của chiếc quay độ hôm nay được người chủ tiến hành phục dựng bằng những phụ tùng chính hãng tính từ Honda Land của cái dòng quay thái 110, đảm bảo được cái độ im ái, mượt mà và ổn định trong một khoảng thời gian dài, đã gắn bó với cái chiếc quay độ để phục vụ trong công việc đi lại. Ngoài những phụ tùng nguyên bản hàng chính hãng của chiếc Honda Thái Lan, thì chúng ta thấy cái chiếc quay độ hôm nay còn có vài hiện diện như món đồ chơi hàng hiệu đắt giá, chẳng hạn như cái cụm nắng Rainbow Asset Busta, mức giá thị trường dao động trong khoảng từ 6 đến 7 triệu, đang được người chủ trang bị trên cái dàn tay lái. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát phanh, cái cụm của Rainbow Asset Busta còn đóng như một vai trò là một cái điểm nhấn quan trọng thúc được mọi sự chú ý khi chiêm ngưỡng cái dàn tay lái của chiếc quay độ. Tiếp đến, ta thấy ở bên trong dàn tay lái, người chủ còn chịu chi khẳng định với những món đồ chơi hàng hiệu thì đến từ Domino như cụm đề, cụm ga và cụm công tắc. Chỉ dừng ở đó, người chủ hôm nay cũng chịu chi hơn khi bỏ ra công sức tiền bạc đã tiến hành chỉnh sửa lại một bộ cổ, cây điện để gắn được đồng hồ Omar Racing, cái mẫu đồng hồ dành cho cái dòng Eastern Gram 4 số, cái đời từ 2005 đến 2010, hiển thị vòng tua máy cũng như nhiều thông tin thú vị bằng cái màn hình LCD sắc nét. Quyết định không gắn phần yếm bẩn không chỉ để có diện mạo chiếc quay trở nên hầm mẫu hơn, chất hơn, mà còn khoe được một cách khéo léo với chịu lực sừng Holin Baga Titan, hai món đồ chơi giúp trên lường giữ chiếc xe không bị chống chảy đơn điệu so với mặt tổng thể. Còn hệ thống thắng trên chân trước heo để thắng bản được nhường chỗ bởi cái con heo của Phan Đức Hai Bít đi cùng đĩa của Rainbow Oversize. Khi gắn hai món đồ chơi này lên xe thì phát sinh thêm một vài chi phí để bổ sung thêm như phát heo CC cùng với lồng đĩa CC phục vụ cho cái nhiệm vụ cố định hỗ trợ hai món đồ chơi không bị dịch chuyển trong quá trình hãm phanh. Chơi dầu thắng là dầu heo bấm độ S mang cho mình cái chiếc ngắt dầu vàng ống ánh rất đặc biệt và có hình thù nó hoàn toàn khác lạ so với những cái mẫu ngắt dầu phổ biến trên thị trường hiện nay. Còn trên chân sau, chúng ta đang thấy một cái chiếc quay độ đã được nâng cấp rất là chỉnh chu khi người chủ trang bị như cam Nova liền của SF Aisan bóng 7 về mặt hình thức, đồng thời còn có thể khiến dàn chân trở nên vô cùng lấp lánh và có thể phản chiếu được ánh đèn đường khi chiếc xe này đi vào ban đêm. Nhìn vào phần động cơ, chúng ta thấy không thể nào cưỡng lại được cái sức hút với những món đồ chơi thực chất như các chân của Super Cup C125, nắp nhất của Takawa và đạp của Takawa. Trong đây đặc biệt nhất đối với mình chính là cái chi tiết cái nắp cánh bướm Sirac làm từ nhôm CNC, khiến chi tiết máy sổ cái khả năng giảm nhiệt nhanh hơn và tối ưu hóa quá trình làm mát nhất. Cái bộ phận má đùm tọa lạc ngay dàn chân sau vốn không phải là má đùm zin của cái dòng quay thái 110, mà người chủ cái chiếc quay độ hôm nay đã nảy ra một ý tưởng là tận dụng má đùm của chiếc Future 2 nó góc cạnh hơn, có thể bắt trực tiếp vào gấp vô cùng gọn gàng và không phải thông qua cái bộ phận đũa như đại đa số các má đùm phổ thông hiện nay. Hơn nữa, người chủ còn đặc biệt hơn bổ sung thêm cái chàng thắng của Takawa đến từ Nhật Bản, đưa đẳng cấp cái dàn chân cái chiếc quay lùm có tầm cỡ mới hơn. Chơi phục Holden chắc chắn là món đồ chơi hoàn toàn không thiếu trên những bản quay độ hôm nay vì nó rất là đẳng cấp và chất chơi. Một cái điểm nhận biết về cái sự chịu chơi đến từ người chủ. Sở chứng minh cái phục Holden khả năng chăm sóc chiếc quay cho nên im ái, có phần là dễ chịu khi vận hành trên những cái đường đường gồ ghề hoặc không bằng phẳng lắm. Xe kia F110 lên phục Upside-down tạo sự phá cách. Cái chiếc xe kia F110 hôm nay là phiên bản nhập khẩu của dòng xe Contact Trainer Việt Nam. Về màn hình thì cái dòng xe này có rất nhiều khác biệt nếu so với Trainer, ngoại trừ màu sắc và 4 cái quãng hư lôi. Tuy nhiên do là dòng xe nhập khẩu nên cái chiếc xe kia F110 nó được anh em chia xe mức ưa chuộng hơn. Phần kia đông phải được nâng cấp một loạt đồ chơi như cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với bình dầu bình đông chi CNC giúp kiểm soát được phanh tốc hơn. Cụm tăng Domino đi cùng với gia và hai ống gia CC cùng hiệu giúp can thiệp cúp cán hành dưỡng da cho nước đề bao nhanh hơn. À không quên nhớ về cái cụm đề của tiếp ít, nó được gắn một cách rất là gọn gàng và được đề bằng cách gạt xuống. Trong khi chia đông bên trái cũng không hề kém cạnh,
Người chủ tận dụng cái cụm con của chiếc PL6 tháo xe, đi cùng tới thắng của CC trang trí nhẹ nhàng một vài chốc rô ti xinh xắn. Tuy đẹp nhưng nhược điểm của dòng cụm này là không có lỗ chân kính, khá lắp bằng những chiếc rút ra theo cái chiều di động. Như chúng ta đang thấy, cái chiếc lộ hôm nay đã định khắc phục upside tháo từ cái chiếc MX được kích thước phục lớn hơn, được người chủ chi ra một khoản tiền không hề nhỏ để CNC là cái bộ chản bao trên dưới luôn cả phần cái đồng. Nghe có vẻ nó đơn giản nhưng vô cùng là tỉ mỉ, bởi sai số nhỏ một tí là rất nguy hiểm. Đây chúng ta đang thấy cái phục trước cũng như là cái sự sang chảnh khi lên luôn cái mâm của Daytona. Đây là cái dòng mâm mức giá thị trường hiện nay hơn 10 triệu. Để chạy sân thì nó được rất nhiều tay chơi xe chuyển rất là chịu chi bắt mắt trong nhiều năm qua. Bên cạnh những món đồ chơi đắt tiền thì để ở phía bên trên, người chủ còn full luôn ốc rầu tiên cho phần đốc máy và chi tiết chèn áo. Combo Titan chất liệu này giúp giảm nhiệt nhanh hơn, chống tình trạng bị reset và nhìn cũng khá thẩm mỹ. Với những lý do ở trên mà lọt combo này nó mức giá là trên 1 triệu. Trang bị phục Holden mình đều rời phía sau cho cái trải nghiệm êm ái hơn khi chiếc máy di chuyển ở những cái cung đường xấu. Thương hiệu đồ chơi này rất là cấp, chỉ dành riêng cho những dòng phổ thông, ngay cả dòng phân khối lớn chiến mã ở trong đây cũng nên tận dụng trong đấu trường MotoGP tin dùng hàng chục năm qua. Trang bị cho mình con heo Rambo logo nhỏ làm cái vách xe ngược full luôn ốc roti. Trang bị con heo này phong cách xe ngược tự như cái dòng phân khối lớn, chỉ nên dùng là heo 2 bit để xứng để chế kiểu này, bởi vì nó rảnh thoát nước không như cái dòng heo gym. Hai thở được ấn định bằng cây bộ của Suzuki Sachi cái đời 2006, giúp cho chiếc xe nó mới lạ, tuy nhiên âm thanh nó cũng khác hơn Sabu Sim. Tiếp điều là không có cái phần âm thanh cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn hãy giải tiếp này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.